Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuần Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 4 tháng 6, các đại diện của bảng G, nơi có đại diện của đội tuyển Việt Nam, đã bước vào tranh tài ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở lượt trận này, đội tuyển Việt Nam được nghỉ nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được soi rõ đối thủ khi đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Indonesia và đội tuyển UAE gặp đội tuyển Malaysia. Ở cuộc đọ sức giữa đội tuyển Thái Lan với đội tuyển Indonesia, Võ Chiến dù không có được lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn được đánh giá cao hơn dàn cầu thủ trẻ của đội tuyển Indonesia. Do đó, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng của huấn luyện viên Nishino đã dâng cao đội hình dồn ép đối phương. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, Thái Lan đã có bàn mở tỷ số. Sau khi có bàn mở tỷ số, Thái Lan tiếp tục dồn ép Indonesia nhưng lại liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn nên đã bị đối phương gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 39. Sang hiệp thi đấu thứ 2, Thái Lan một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút thứ 50 do công của Isaac Grayson. Tuy nhiên, Indonesia cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 60 do công của Evan Demas. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Thái Lan dốc toàn lực trong mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn thắng thứ 3 nhưng không thành công nên đành chấp nhận bị cầm hòa với tỷ số 2 đều. Ở trận đấu cùng giờ còn lại giữa UAE với Malaysia, đội chủ nhà đã thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình so với đại diện đến từ Đông Nam Á. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, UAE đã dẫn trước Malaysia với tỷ số 1-0. Nếu như các chân sút của UAE tận dụng cơ hội tốt hơn, có lẽ họ đã có nhiều hơn một bàn thắng trong hiệp 1. Tuy nhiên, trong hiệp thi đấu thứ 2, đại diện của Tây Á đã ghi thêm 3 bàn thắng nữa ở khoảng thời gian cuối trận để ấn định chiến thắng 4-0. Với chiến thắng này, UAE có 9 điểm bằng với Thái Lan và Malaysia nhưng đứng thứ 2 do hơn chỉ số phụ. Hiện tại, UAE đang kém Việt Nam 2 điểm. Cập nhật bảng xếp hạng mới nhất của bảng G, Việt Nam dẫn đầu với 11 điểm sau 5 trận đấu, UAE đứng thứ 2 với 9 điểm sau 5 trận đấu, Thái Lan 9 điểm sau 6 trận đấu, đứng thứ 3, đứng thứ 4 là Malaysia 9 điểm sau 6 trận, Indonesia đứng cuối cùng với 1 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả của các trận đấu này hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.